Rồi ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cái video tiếp theo. Thì ở trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để mà chúng ta có thể sử dụng được phần mềm AutoCAD 3D để chúng ta vẽ được cho mình cái ổ lăn dạng như thế này. Thì ở trong những cái video trước là chúng ta đã tìm hiểu qua cách vẽ bánh răng rồi. Hy vọng rằng sau cái video đó thì các bạn sẽ vẽ được bánh răng ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái phần là chúng ta sẽ vẽ ổ lăn. Rồi để vẽ được ổ lăn thì bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái bảng vẽ lắp của mình. Ở đây chúng ta đã có cái bảng vẽ lắp rồi. Thì ở trên cái bảng vẽ lắp này chúng ta đã có được cái biên dạng 2D của cái ổ lăn dạng như này. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái biên dạng 2D của cái ổ lăn này ra. Ở đây tạm thời chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh layer để chúng ta ẩn những cái layer không cần thiết đi. Chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ ẩn cái layer mặt cắt nè. Chúng ta sẽ ẩn cái layer nét tâm. Chúng ta sẽ ẩn cái layer đánh số thứ tự. Cũng như là chúng ta sẽ ẩn cái layer kích thước này đi luôn. Chọn Z. Rồi như vậy là chúng ta đã có được chúng ta sẽ thấy được cái biên dạng ổ lăn. Ở đây chúng ta có hai ổ lăn. Ở trục 1 thì chúng ta có ổ lăn nhỏ hơn, ở trục 2 thì chúng ta sẽ có cái ổ lăn nó lớn hơn. Trục 1 và trục 2 ở đây hiện tại do chúng ta đang vẽ cái bộ chuyền bánh răng trụ lăn thẳng nên tất cả hai ổ lăn ở hai trục này chúng ta đều sử dụng cái dạng ổ bị đỡ. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lần lượt hai cái ổ lăn này. Đầu tiên á là mình sẽ copy cái biên dạng ở ổ lăn trục 1. Mình CO mình copy nó ra. Rồi sau khi mình copy ra xong thì chúng ta sẽ tinh chỉnh làm chút xíu. Ở đây chúng ta sẽ xóa bỏ những cái đường không cần thiết như thế này đi. Rồi ở trên này cũng vậy ha. Ở đây các bạn sẽ vẽ cho nó một cái đường tâm. Chúng ta sẽ vẽ từ cái đường line này đi lên ha. Bây giờ chúng ta sẽ bật lại. Sorry. Mình sẵn ở đây thì mình sẽ copy luôn cái biên dạng của cái ổ lăn trục 2 ha. Rồi sau khi chúng ta đã copy xong cái biên dạng thì ở đây chúng ta sẽ bật lại layer cho nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm cái đường tâm cho cái ổ lăn trục 1. Ở bên đây thì chúng ta sẽ lấy một bên thôi, bên đây chúng ta sẽ xóa đi. Rồi ở giữa này các bạn cũng xóa đi luôn. Ở đây chúng ta dùng lệnh extend. Rồi chúng ta phóng đối tượng ra. Rồi trên này chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần thừa đi. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ có được cái vòng này nè, là vòng ngoài, vòng này là vòng trong. Thì các bạn sẽ dùng lệnh Z ha. Z enter để chúng ta nối lại. Rồi Z enter để chúng ta nối lại thành cái biên dạng kính như thế này. Sau đó chúng ta sẽ mở cái C. Đây. Mở cái C ở đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái biên dạng của cái ổ lăn trục 1. Ở đây mình đo kích thước ha, mình thấy như nó bị xéo xéo hay sao nhỉ? À đúng rồi. Ở đây mình sẽ offset thằng này ra ha các bạn. Đây từ đây mình vẽ ra là 15 đi cho chính xác nha. Rồi ở cái trục ổ lăn trục 2 các bạn cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ xóa bỏ hàng này đi. Rồi ở đây từ tâm chúng ta sẽ vẽ lên nè. Ở đây chúng ta sẽ đo thử nha. Đây kích thước của mình là 17.5 bằng 35, đúng rồi. Mình xóa này đi luôn. Rồi T rồi Enter. Chúng ta sẽ cắt bỏ. Rồi đây chúng ta cũng sử dụng lệnh Z. Rồi đây chúng ta sẽ vẽ thêm một cái đường tròn. Rồi như vậy là chúng ta đã có được hai cái biên dạng của cái ổ lăn nhỏ và ổ lăn lớn. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái bản vẽ này sang một cái bản vẽ khác ha. Ctrl C. Ở đây mình sẽ mở một cái bản vẽ mới. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái này đi. Rồi mình bấm Ctrl V, mình sẽ có hai cái biên dạng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái biên dạng này sang cái giao diện AutoCAD 3D. Chúng ta sẽ bấm vào cái bánh răng nè.
chúng ta chọn vào 3D modeling. Rồi chúng ta đợi một chút xíu để cái phần mềm của chúng ta chuyển đổi sang giao diện AutoCAD 3D. Và đây chính là cái giao diện AutoCAD 3D. Ở đây thì mình sẽ chuyển cái view nhìn. Hiện tại chúng ta đang ở cái view nhìn 2D. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái view nhìn 3D bằng cách là chúng ta chọn vào cái tab view ở trên. Chúng ta chọn vào Isometric. Và ở đây chúng ta sẽ chọn về cái mặt là top. Rồi các bạn đợi chút xíu, do chúng ta vừa mới chuyển sang cái giao diện này nên nó sẽ hơi bị lag. Rồi, tạm thời mình sẽ kéo cái thanh command line của mình nằm xuống như thế này. Rồi tại đây chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh revolve. Các bạn sẽ chọn vào cái mũi tên. Sau đó chúng ta chọn vào revolve. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái biên dạng này. Bấm enter, sau đó chọn điểm đầu tiên. Chọn điểm thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái góc quay. Góc quay này mình sẽ nhập là 360 độ. Enter. Tiếp tục, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh vẽ cái hình cầu. Các bạn bấm vào box nè, chúng ta chọn vào cái phần vẽ hình cầu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái tâm. Đây, tâm của mình là tại vị trí này. Rồi cái hình cầu của mình nó sẽ có cái bán kính. Nó sẽ có bán kính tới đây nè, vuông góc nè các bạn thấy không? Đó, có bán kính tới đây. Đây là hình cầu. Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng lệnh revolve để mà chúng ta quay cái hình này. Bấm enter, sau đó chúng ta chọn điểm đầu tiên nè. Chọn điểm thứ hai nè. Rồi chúng ta cũng nhập vào là 360 độ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chuyển cái view nhìn sang cái dạng khối. Thì khi mình chuyển view nhìn sang cái dạng khối thì nó sẽ có cái dạng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ quay cái khối cầu của mình quay quanh đằng này. Thì trước khi quay khối cầu này, các bạn cần phải chuyển cái mặt này nè. Các bạn chuyển về cái mặt là Chrome. Đó, các bạn thấy cái trục Z của mình nằm ngang nè. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào Array. Chúng ta chọn vào Array. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái khối cầu của mình. Đây chính là khối cầu này. Rồi bấm Enter. Sau đó chọn tâm quay. Đây tâm quay của mình sẽ là nằm ở đây ha. Đây. Thì chúng ta sẽ quay cái khối cầu này. Thì chúng ta sẽ quay ra bao nhiêu khối. Ví dụ ở đây là mình quay ra là 10 khối chẳng hạn. Đó. Rồi. Ở đây các bạn sẽ bấm giữ Shift và bấm chuột giữa để chúng ta quay nè. Đó, thì mình có 10 viên bi thì nó sẽ ra dạng như thế này. Thì tùy thôi, 10 viên hay 8 viên gì đó thì tùy nha. Ví dụ 8 viên chẳng hạn, thì nó sẽ ra dạng như thế này. Đó. Thì trong trường hợp này mình sẽ vẽ demo là 8 viên đi ha. 8 viên. Rồi mình nhấn Enter để kết thúc lệnh. Như vậy là chúng ta đã có được cái ổ lăn của cái trục mộc. Bây giờ những cái khối này nó đang riêng lẻ với nhau. Việc của chúng ta là cần phải cộng những cái khối này lại. Thì trước khi mà chúng ta cộng những cái khối này lại, chúng ta cần phải phá lệnh array này ra. Hiện tại nó đang nguyên khối nè. Các bạn sẽ bấm lệnh if enter. Thì nó sẽ tách ra từng cái khối như thế này. Và sau khi chúng ta đã tách ra được từng khối như vậy, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh cộng khối. Bằng cách là chúng ta chọn vào cái lệnh cộng khối. Sau đó chúng ta sẽ chọn hết tất cả các khối của mình. Bấm enter. Rồi như vậy các bạn thấy khi chúng ta nhấp vào cái ổ lăng này thì nó sẽ chọn hết 3 khối, gồm có cái vòng trong, vòng ngoài cũng như là cái viên bi. Thì đây là cái quy trình để mà chúng ta vẽ được cái ổ lăng ở trong phần mềm AutoCAD 3D. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với cái thằng là ổ lăng lớn. Thì ở đây chúng ta sẽ chuyển về cái mặt là mặt top nha. Ở đây mình sẽ chọn lại cái view nhìn là Isometric cho nó dễ. Rồi bây giờ ở đây chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng lệnh revolve. Mình chọn cái khối này. Bấm enter. Sau đó chọn điểm đầu điểm cuối. Rồi nhập. Nhập vào là 360. Đây thì chúng ta sẽ ra được cái vòng trong nè. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ chọn vào cái khối cầu. Chúng ta chọn cái tâm. Đây tâm của nó tại vị trí này. Rồi ở đây là chúng ta sẽ vẽ ra đây. Rồi ở đây thì chúng ta dùng lệnh array luôn. Không không, mình sẽ revolve trước làm array sao. Rồi chọn điểm đầu nè, điểm cuối nè. Rồi 360 enter. Rồi chúng ta sẽ chuyển cái mặt này về mặt chrome. Rồi chúng ta chọn vào array. Rồi chúng ta chọn vào cái khối cầu enter. Chúng ta chọn tâm quay. Chúng ta sẽ cho nó quay ra là 8 enter.
Rồi enter kết thúc lệnh. Rồi mình quay lại như thế này. Đó. Rồi thằng này 8, các bạn thấy thưa thì các bạn có thể là tăng lên 10 ha. Trong trường hợp này mình làm 8 thôi. Rồi bây giờ mình cũng ít thằng này ra. Ít enter. Sau đó chúng ta sử dụng cái lệnh cộng khối. Rồi chúng ta quét tất cả các khối này. Bấm enter để kết thúc lệnh. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cho mình hai cái ổ lăng, gồm ổ lăng ở trục 1 và ổ lăng ở trục 2. Bây giờ các bạn có thể di chuyển. Đó, ở đây chúng ta sẽ có còn cái biên dạng này, thì cái biên dạng này các bạn sẽ xóa nó đi. E enter để xóa cái biên dạng ở đây. Bây giờ các bạn muốn chuyển màu cho nó đẹp thì chúng ta sẽ chọn chọn vào cái khối nè. Sau đó chúng ta đổi layer. Trong trường hợp này ví dụ mình đổi về layer màu vàng đi. Đó, thì ở đây nó sẽ chuyển về cho mình cái khối màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ giữ shift và nhấn giữ chuột giữa để chúng ta quay nè, để chúng ta thấy được cái ô lăng của mình như thế này. Và chúng ta có thể dễ dàng di chuyển cái ô lăng của mình đến bất kỳ một cái vị trí nào mà chúng ta mong muốn ở trên bản vẽ. Thì ở trong những cái đô sau, khi mà chúng ta tiến hành chúng ta lắp những cái ô lăng này vào trong cái hộp giảm tốc của mình, thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn những cái lệnh này ha. Rồi thì đây chính là cái đô chia sẻ cho bạn cách để chúng ta có thể vẽ được một cái ổ lăng dạng bất kỳ bằng phần mềm AutoCAD 3D. Nếu như các bạn cảm thấy cái đô này hữu ích với bạn và bạn cảm thấy thích cái đô này, thì các bạn hãy bấm vào nút like bên dưới. Bên cạnh đó, nếu như bạn chưa có đăng ký cái kênh YouTube này của mình á, thì các bạn có thể bấm vào cái nút đăng ký cũng như là cái biểu tượng chuông thông báo kế bên, để khi mà mình có những cái đô mới thì bạn sẽ là người xem video đó đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại bạn ở trong những cái video tiếp theo nhé.